Em chào tất cả các bác ạ. Ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Ở chỗ em bây giờ đang là mùa lạc các bạn. Mùa lạc, đây là lạc ta. Lạc ta, lạc bản địa đấy. Lạc này thì ăn nó sẽ thơm và bùi hơn so với những giống lạc khác. Em trên em thì có cả lạc dự án nhưng mà em không bán lạc dự án các bạn. Lạc ta này thì em đang bán là 90.000 một cân. Còn lạc dự án thì hạt nó to hơn đây. Mẫu mã nó đẹp hơn các bạn, cũng là màu đỏ nhưng mà nó cũng là màu đỏ nhưng mà cái mẫu mã của nó sẽ nhìn sẽ hạt nó sẽ to hơn và to tròn hơn. Nhưng mà lạc dự án ăn nó nhạt các bạn. Ăn nó nhạt hơn. Nó không được bùi và nó nhạt hơn so với lạc ta này. Em thì em không bán lạc dự án, em không bán, em thì em chú trọng về cái chất lượng hơn. Với cả em thích những cái dòng sản phẩm mà nó bản địa ấy. Ví dụ như là lạc này, lạc ta này, rồi ngô nếp này, rồi bí này. Đấy, nhưng còn những cái dòng nào mà về thiên về những cái dòng nào mà dự án này, rồi những cái dòng lai mà siêu quả hay là siêu hạt hay cái gì đấy thì em không thích. Em không thích mấy dòng đấy. Bởi vì những cái dòng ngày xưa ấy các bạn, nó giữ được cái độ ngon của nó nha, độ ngon của những cái dòng ngày xưa nó rất là ngon và thơm luôn. Để các bác mà yêu thích món này thì các bác liên hệ em đang bán là 90.000 một cân lạc này. Em bóc ra thì em sẽ lựa những cái hạt đẹp cho các bác ạ. Còn những cái hạt bé như này thì em sẽ loại bỏ ra. Đấy, có nghĩa là những cái hạt bé, hạt lép thì mình sẽ loại bỏ ra. Chứ lạc thì sẽ chọn những cái hạt đẹp như thế này. Đấy, cho nên là các bác mua lạc thì các bác để ý, nếu hạt lạc dự án thì giá cả nó sẽ rẻ hơn một chút các bạn. Chắc chắn là giá cả của nó rẻ hơn một chút. Nhưng mà các bác nhìn vào các bác đã biết ngay mà. Hạt nào hạt đấy tròn đều tăm tắp là kiểu gì cũng là hạt ấy rồi. Còn lạc ta thì nó sẽ có to nhỏ khác nhau, nhưng mà cũng không đến không lệch nhau quá nhiều đâu, tại vì những cái hạt nhỏ thì được nhặt ra rồi. Ngoài lạc thì nhà em có nhá, bí thì nhà em, hạt bí nhà em vẫn có các bạn. Hạt bí là 120.000 một cân, hạt bí khô. Hạt bí cũng là giống giống bí từ ngày xưa đấy. Giống bí quả to mà 9-10 cân giống bí đấy, chứ không không phải là giống siêu hạt đâu. Đấy, còn miến thì nhà em vẫn có này, miến nhà em bán là 90.000 một cân. Miến này ăn rất là ngon các bác, chất lượng cũng như là độ ngon của nó thì em đảm bảo với các bác luôn về miến này. Cái này thì một bó như thế này sẽ ăn được tầm khoảng 3 người các bác, 3 người ăn một bó như này là vừa. Miến này thì làm từ bột rong nguyên chất ấy, nên là nấu sẽ không bị bở và nát. Mật ong thì nhà em còn có 1 cân thôi, em còn có 1 cân mật ong khoái. Hiện tại thì em đang bán là 300.000 một cân, các bác nào mà cần thì các bác liên hệ em, mùa này thì rất là cần luôn các bạn. Các bác có thể dùng để ngâm hoa đu đủ này, rồi ngâm tỏi. Nó tăng sức đề kháng này, nó như là kháng sinh tự nhiên đấy các bạn. Nó giúp cho cơ thể mình tăng sức đề kháng này. Hoặc là các bác muốn làm đẹp thì các bác có thể ngâm với cả nghệ các bạn. Xong là buổi sáng uống tốt lắm. Ngoài những cái sản phẩm trên thì những cái vật tư hoa lan thì nhà em vẫn có các bác nhé. Vỏ thông thì hiện tại em đang hết, còn phân thuốc thì nhà em vẫn có này. Phân thuốc thì mùa này em sẽ giới thiệu một chút về phân thuốc mùa này cho các bác. Canxi bo maze 28.000 ạ. Kích rễ 25.000. Kích rễ thì có Terasoft 4 25.000 này, N3M 100g 25.000, N3M 500g 110.000. Siêu lân xanh, siêu lân đỏ 25.000 một lọ 100ml. Còn gói siêu lân xanh gói 4 gói này là 4.000 gói 15g. Đấy, có mấy loại luôn. Kích hoa thái là 35.000 ạ. Ngọc linh trồng thối, cái này em đang bán là 95.000 lọ 250ml. Superrot B1 30.000, còn B1 thái thì 25.000 100ml, 500ml là 85.000, 1 lít là 140. Bộ túi phân cả Úc bao gồm bó Powerfit, OR Home, Siso và Acerot, cái này là 100.000 4 lọ. Các bác có thể lấy loại từng loại. Phân Zinan thì có cho cây con này, cây trưởng thành và cây ra hoa. Cây trưởng thành và cây ra hoa thì nhà em có lọ to, lọ này 170.000 1,25 cân. Còn lọ bé là 25.000 150g, có đủ cả 3 loại. Sản phẩm của Gromo thì có 6-30, 30, 20 đều và 30-10-10. Mùa này thì các bác có thể bón 20 đều hoặc là 6-30-30. Cái này thì em đang bán là 27.000 một lọ. Nano đồng ạ, nano đồng thì em đang bán là 30.000. Kích hoa đầu châu 9701. 701 thì nhà em đang bán là 25.000 các bạn. Em đang có một lọ đầu trâu dưỡng hoa. Nhưng mà do em đặt làm mẫu ấy, em đặt làm mẫu cho nên là cái nắp của nó hơi bạc, cho nên là bác nào mà lấy đầu trâu kích hoa thì em còn, bác nào lấy đầu trâu kích hoa thì em còn một lọ thì em cho các bác luôn.
Lọ này thôi, còn hàng mới thì em vẫn tính tiền. Còn nếu mà bác nào lấy đầu châu kích hoa thì em còn một lọ thì em cho các bác luôn này. VTL17 ạ, kích hoa VTL17 em đang bán là 25.000, 25.000 một hũ như thế này. Cả một dây là 90.000. Candona gói 50ml cái này em đang bán 12.000 ạ. Cái này thì diệt côn trùng, cái loại này khá là đắt các bạn. Candona 10SC loại này khá là giá khá là cao so với cái Candona so với Candona 20SC. Candona 20SC thì bột có 40.000 và lọ của nó là 100ml. Dinh Ben 1 hộp 1 cân là 55.000 các bạn. Còn Super Thai thì em đang bán 120.000, lọ này là 60ml hàng nguyên đai. Đây túi lọc ạ, túi lọc trà, cái này là một gói là kích thước của nó là 7x9 và 35.000 cho 100 cái này. Super Canxi Kali Maze 25.000 một lọ các bạn, cả ba loại đều là 25.000 một lọ. Keo liền sẹo thì em có hai loại, có keo Mỹ, keo liền sẹo Mỹ, keo đen thì này thì 47.000, còn keo Mỹ Tiến là 27.000. Fisan thì nhà em đang bán là 55.000 ạ. Chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1, cái này là 25.000 một lọ, các bác lấy từ 10 lọ là 220. Atonic cái này là lọ 100ml 80.000 ạ. Biorot 70.000 hàng chiết. Đây đấy là một số phân thuốc các bạn. Còn lưới đài lưới Nhật thì nhà em vẫn có các bác nhé. Lưới đài đây, lưới đài thì nhà em có khổ 2m, 3m và 4m. 3m 2m là 28.000, 3m 40.000, 4m là 55.000. Có hai màu là màu xanh và màu đen. Và độ che phủ của cái này thì nó sẽ là độ che phủ của nó là 70%, tức là nó sẽ che bớt đi 30% nắng. Còn lưới Nhật thì nhà em có loại vá nhiều và loại vá ít. Loại vá nhiều là 130, loại vá ít là 160. Một tấm như này có rộng 1m8, dài 5m1 ạ, một khổ như này. Đây là Nhật bãi hàng dùng rồi. Còn Ben 1 bao 10 cân. Ben 1 bao 10 cân thì 470.000, các bác lấy nửa bao là 240. Đất Nhật ạ, đất Nhật Akadama màu bao màu đen, cái này em đang bán là 250.000 một bao. 14 lít ạ. Cái này các bác trồng địa lan thì các bác liên hệ em. Ngoài ra đá bọt em vẫn có các bác ạ. Đá bọt em đang bán là 18.000 một cân, các bác lấy cả bao thì là 280.000 một bao. Một bao nó rơi tầm khoảng 18 cân như này. Đấy, đá bọt cái này rất là nhẹ luôn ấy, đá bọt Indo. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Phân dê nhà em vẫn có các bác nhé. Phân dê thì nhà em vẫn bán là 15.000 một cân này. Đấy, 15.000 một cân. Cái này phân dê rất là khô, mùa này rất là khô luôn các bạn. Tại vì nắng hanh ấy, khô được, phơi được rất là khô. Nếu mà các bác lấy mỗi phân dê thì 13 cân là em bao ship rồi. 13 cân là em bao ship. Còn nếu không thì lấy kèm những vật tư khác, từ đơn hàng từ 200.000 là em bao ship các bạn. Đấy, hôm trước thì có bác bảo là nhà em bán phân dê hơi đắt, ở chỗ khác họ bán có 11.000 một cân. Nhưng mà họ bán 11.000 một cân là chưa có ship đâu các bác nhé. Là họ chưa có ship đâu, nếu mà tính cả ship vào ấy, tiền ship của họ là 70 đến 75.000 cho 10 cân. 75.000 10 cân thì tính ra còn đắt hơn của em khá là nhiều đấy các bạn. Đấy, cho nên là nói chung là cái nào rẻ thôi, nhưng mà tiền cước thì nó sẽ cao. Với cả có một số mánh khóe của người bán hàng ấy, họ thường hay là giảm cái giá xuống, nhưng mà đến lúc họ làm việc với bên vận chuyển đấy thì tiền cước nó lại khác nhé, họ lại ăn vào đằng tiền cước kia. Đấy. Em nói thế thôi, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video.